cho tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc quả dâu cũng như là chiếc lá để các bạn có thể là làm móc khóa như thế này nè, rất là xinh xắn luôn đúng không các bạn? Hoặc là các bạn có thể là tận dụng để chúng ta trang trí túi. Hai chiếc lá to kết hợp thêm hai cái hoa và những cái quả dâu này các bạn, rất là xinh xắn. Cái mẫu túi này mình đã có hướng dẫn ở clip trước rồi đó, thì clip trước thì các bạn cũng đã rất là ưng cái mẫu túi này cho nên là bữa nay là có cái dịp là mình móc những cái hoa lá với quả dâu này, mình lên video hướng dẫn cho các bạn, hy vọng là các bạn sẽ yêu thích ha. Còn ở phía sau nè các bạn, trời ơi cute xỉu luôn, một cái hoa và một cái trái dâu ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ Mimi Handmade nha, để Mimi có động lực ra thêm nhiều video cho các bạn, để các bạn tham khảo để móc cho sử dụng cho mình cũng như là móc tặng cho bạn bè người thân nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha các bạn. Clip túi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái túi này rồi ha, cái tựa đề là túi Turu á các bạn, và mình cũng sẽ cập nhật cái link móc túi đó ở dưới cái phần bình luận cũng như là cái phần mô tả để các bạn có thể là click vào nha. Còn cái này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái quả dâu với lại chiếc lá. Đối với cái bông này nè, bông hướng dương các bạn, thì mình cũng đã có hướng dẫn ở cái clip trước rồi, mình sẽ để cùng với lại cái mẫu túi luôn nha. Thì và cái bông này nè mình cũng đã có hướng dẫn rồi nói chung là kênh của Mimi thì nó đa dạng lắm, các bạn có thể là dạo rồi các bạn phối ha. Và bây giờ mình sẽ đọc cái mã màu của cái trang trí này để cho các bạn tham khảo, nếu mà các bạn thích cái mã màu này thì các bạn có thể là làm nha. Sử dụng len mil cotton của 125g cho tất cả luôn, túi với lại cái mẫu trang trí. Về cái phần lá, tại vì cái màu nền màu xanh lá cây á các bạn, cho nên là cái phần lá thì mình sẽ chọn cái màu đậm nha. Cái màu đậm mình sẽ chọn màu số 36 nè. Còn màu của quả dâu mình sẽ chọn màu đỏ số 10. Còn cái phần này nè, phần này mình sẽ chọn cái màu khác với cái màu nền chút xíu để cho nó nổi hơn. Tại vì cái mặt trước á, thì mình sẽ làm gì, còn ở mặt sau nè mình sẽ phối cùng màu với lại cái túi luôn ha các bạn. Cái kích thước của cái bông nè các bạn, bông nhỏ với lại bông nó to hơn xíu nè, thì các bạn sẽ làm y clip nha. Cái cách móc á, cách móc thì các bạn sẽ làm y cái clip hoa đó, thì nó sẽ cho ra hai cái size như thế này nè. Rồi các bạn cứ dùng kim 2.5 thôi. Còn cái quả dâu á, mình sẽ móc cái kim là 2.0mm nha các bạn. Và cái phần lá mình sẽ móc cái kim là 3.0mm. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm một cái keo nến để mình dán cái cuốn nè. Rồi cái cắt len với lại kim khâu len nha. Chuẩn bị cho mình một ít màu trắng để mình làm cái phần hạt của quả dâu nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy kim 3mm ra làm cái lá nha. Cái lá thì nếu mà các bạn không có trang trí mà làm móc khóa thì chúng ta sẽ phối màu tự do nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 11 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đối với cái lá nhỏ làm móc khóa này nè các bạn sẽ móc 9 mũi thôi nha. Rồi các bạn sẽ móc lên nhiều hàng tùy thích nha các bạn. Các bạn thích nó dài thì các bạn sẽ móc dài, thích nó ngắn vậy thì mình sẽ móc ngắn như vậy nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 10 á, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, và những chân móc còn lại mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng luôn nha các bạn. Mình đã móc được 9 mũi móc đơn rồi nè các bạn. Bây giờ còn cái chân móc cuối cùng này, các bạn sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng này 3 mũi móc đơn cùng một chân nha. 1 2 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ xoay qua bên đây, các bạn sẽ móc cho mình từ cái chân móc này, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn đây, 1 2 3 4, nẹp cái phần len thừa vào trong mũi móc, 5 6 7 8. Rồi bây giờ các bạn sẽ để cho mình ha, cái lượt đi của mình sẽ là 9 mũi móc đơn, cái lượt về của mình sẽ là
8 mũi móc đơn. Thì ở những cái hàng kia các bạn cũng sẽ lặp lại tương tự, chỉ có cái mũi chính giữa là chúng ta sẽ móc là 3 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích ha. Quay ngược cái đầu móc này lại nè. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở bên phía ngoài á, để chúng ta móc tạo cái hàng gân nổi như thế này ha. Móc một mũi móc đơn vào cái nhánh bên ngoài. Rồi, các bạn sẽ đếm nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, cái lượt đi của mình là 9 mũi nè các bạn. Tới cái chân móc ở chính giữa này, các bạn sẽ đâm kim vào nguyên cả chân móc luôn ha. Các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. 2, 3. Rồi bây giờ ở phía cái lượt về này, các bạn sẽ móc 8 mũi. Chúng ta sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc hàng móc thứ 2, lên hàng móc thứ 3. Đó các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ lại từng cụm như thế này để tạo ra những cái tầng lá như thế này nè các bạn. Rất là đẹp. Rồi bây giờ các bạn cũng móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Và chúng ta cũng sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài luôn ha. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi lượt đi của mình là 9 mũi. Tới cái chân chính giữa này, các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp tục, lượt về của mình sẽ là 8 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi xong. Xong hàng móc thứ 3, các bạn lại móc lên hàng móc thứ 4, móc thứ 5, thứ 6, thứ 7 gì đó ha. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây là mình móc 8 hàng nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc những cái hàng móc tiếp theo nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn hoàn thành chiếc lá này. Mình đã móc đủ số hàng nè các bạn. Bây giờ mình sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Và chúng ta sẽ cắt len. Ở đây để mình kiểm tra lại coi mình đã móc bao nhiêu hàng ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hàng. Cái size nhỏ ha các bạn. Cái này là mình dùng kim 2mm luôn á. Cái này là kim 2mm hết luôn nè. Cái quả dâu với lại chiếc lá với lại cái bông luôn ha. Nó cho nó nhỏ ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu len này để chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vô trong những cái mũi móc đơn nè. Rồi cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ lấy len màu đỏ ra để mà chúng ta sẽ làm cái phần quả dâu nha các bạn. Ở đây cái tay móc của mình nó hơi to hơn các bạn, cho nên mình dùng kim 2.0 nha. Còn các bạn nếu mà tay móc khác mình thì các bạn có thể nâng size kim lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái kim móc đánh dấu đi. Kim đánh dấu nè, để chúng ta sẽ đánh dấu lại. Chúng ta sẽ móc xoắn ốc ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khích lại ha. Và chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên để móc cái hàng móc thứ hai. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên nè. Móc cho mình một mũi móc đơn.
Bây giờ chúng ta sẽ dùng kim đánh dấu này, chúng ta sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này. Đó. Rồi cái chân móc thứ hai các bạn sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. 1 2. Bây giờ chúng ta sẽ quy định ha các bạn. Một đơn thì là mình sẽ đọc là X, hai mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là V nha. Rồi. Chân kế bên các bạn sẽ móc 1 X. Chân kế tiếp 1 V. Rồi, chân kế bên này 1 X. Chân kế tiếp V. Như vậy hàng thứ hai chúng ta có 3 cụm X, V ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tháo cái kim đánh dấu này ra, móc hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ ba thì các bạn sẽ móc là X, V, X. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc 1 X. Đánh dấu lại cho mình. Chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc 1 V. Chân móc thứ ba các bạn sẽ móc 1 X. Rồi, các bạn sẽ móc cái cụm này đến cuối hàng nè, X, V, X. Chúng ta sẽ lặp lại 3 lần. Ở đây chúng ta đã làm một lần rồi đó. X, V, X. Rồi, còn cụm này các bạn sẽ móc nha. Móc xong hàng móc thứ ba, các bạn sẽ lần nó lên lại nè. Đó, để cho nó có cái độ nhọn. Tới hàng móc thứ tư các bạn sẽ móc theo công thức là 3x1v ha. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi x và sau đó các bạn sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên. 3x1v ở đây được 1 rồi nè, 2, 3, 3 chân, mỗi chân 1x, chúng ta sẽ gọi là 3x ha. Chân thứ tư chúng ta sẽ móc 1v. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, 3x1v. Kết thúc hàng móc thứ tư, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ năm. Gỡ kim đánh dấu này ra. Hàng móc thứ năm chúng ta sẽ móc theo công thức là 2x v 2x. Móc vào chân đầu 1x, đánh dấu lại, thêm 1x nữa ở chân kế tiếp. Đây là 2x rồi nè các bạn. V ở chân móc thứ ba. Rồi, tiếp tục hai chân kế tiếp, mỗi chân 1x. Như vậy chúng ta đã có được là 2x v 2x. Hoặc là các bạn có thể là nghĩ trong đầu là 1 2 3, tức là chúng ta sẽ tăng ở chân móc thứ ba, chân móc thứ tư và chân móc thứ năm chúng ta sẽ không tăng. Như vậy ha, 1 2 3 4 5. Lúc đầu là mình có làm như vậy đó các bạn. Rồi các bạn móc cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. Tức là mỗi hàng chúng ta chỉ có 3 cụm như thế này thôi. Kết thúc hàng móc thứ năm, các bạn sẽ móc gỡ kim đánh dấu ra. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ sáu. Hàng móc thứ sáu chúng ta sẽ móc theo công thức là 5x1v nha các bạn. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 1x. Rồi móc thêm 4x nữa. 2 3 4 5. Như vậy là chúng ta đã có 5x rồi. Chúng ta móc 1v ở chân thứ 6. Rồi các bạn lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. Hoàn thành hàng móc thứ 6, chúng ta lên hàng móc thứ 7. Hàng móc thứ 7 các bạn sẽ móc theo công thức là 3x v 3x. Rồi các bạn móc vào chân móc đầu tiên 1x, đánh dấu lại ha. 1 rồi nè, 2, 3. Rồi cái chân móc thứ 4 này nè, các bạn sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân, cái mũi V đó các bạn, là 3x v 3x nè. 1 2 3, tức là chúng ta đã có được 7 mũi đúng không các bạn, 7 chân móc chứ. 1 2 3 4, chân móc thứ tư thì chúng ta sẽ móc V nè. Rồi 5 6 7. Rồi như vậy ha. Rồi các bạn sẽ lặp lại cho mình thêm hai cụm nữa nha. Kết thúc hàng móc thứ 7, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 8. Các bạn sẽ móc hàng móc thứ 8 với công thức là 7x1v nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 1x. Đánh dấu nó lại. Rồi 1 rồi đó. 2 3 4 5 6
7. Cho móc thứ 8 các bạn sẽ móc là 2 móc đơn cùng một chân, cái mũi V đó. Và 7x1V ha, các bạn lặp lại hai cụm nữa. Kết thúc hàng móc thứ 8, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 9 nè. Công thức của hàng móc thứ 9 sẽ là 4x1V4x. Tức là chúng ta sẽ có là 9 chân móc, đúng không các bạn? Móc vào cái chân móc đầu tiên, móc 1x, đánh dấu nó lại. Rồi ở đây là 1, 2, 3, 4. Rồi 1V ở cái chân móc kế bên. Rồi chúng ta sẽ móc thêm là 4X nữa. 1, 2, 3, 4. 4X, 1V, 4X. Rồi các bạn lặp lại hai cụm nữa cho mình nha. Kết thúc hàng móc thứ 9, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 10. Hàng móc thứ 10 là những cái mũi chụm ha. Chúng ta sẽ móc mũi chữ A nha các bạn. Mũi chữ A tức là chụm hai chân móc lại thành một chân móc. Rồi các bạn sẽ móc cho mình như thế này. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh đầu tiên của chân móc thứ nhất, nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ nhất, đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ hai. Các bạn sẽ kéo len qua hai cái chân móc đó, chúng ta có được hai vòng len trên kia như thế này. Các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi như vậy là ở đây mình gọi là mũi chữ A nha. Chúng ta đã giảm được một cụm rồi đó. Chúng ta đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên nè. Rồi tiếp theo hai chân móc kế bên, các bạn cũng sẽ làm tương tự cho mình ha. Đâm kim vô nửa cái nhánh bên trong, rồi kéo cái len qua hai cái nhánh này. Rồi còn hai cái vòng len trên kim nè, kéo qua hết luôn, tức là tạo một mũi móc đơn á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm những cái chân móc kế tiếp ha. Cứ hai chân chúng ta sẽ chụm lại một lần, chụm đến cuối hàng luôn. Mình đã chụm mũi đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ kim đánh dấu này ra ha. Kết thúc hàng móc thứ 10, móc lên hàng móc thứ 11. Móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, rồi đánh dấu lại cái chân móc này. Tại vì nó lẻ một mũi á các bạn, cho nên là chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào đây ha. Rồi bây giờ cứ hai chân móc các bạn sẽ chụm lại cho mình y hệt như cái hàng mà chúng ta vừa móc nha. Các bạn sẽ đâm kim tương tự như lúc nãy đó. Hai chân thì chúng ta sẽ chụm lại thành một chân. Rồi các bạn sẽ làm như thế đến cuối hàng luôn ha. Và mình đã kết thúc những cái mũi chụm hàng thứ 11 rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ kim đánh dấu này ra cho nó tiện nha. Rồi một lát nữa cái chúng ta sẽ sử dụng cái mũi chụm này, chúng ta sẽ o lại cái miệng này luôn. Bây giờ trước khi o lại á thì các bạn sẽ dồn len thừa hoặc là bông gòn vô đây nha. Tùy theo các bạn muốn cái quả dâu mình hình thù nó như thế nào thì các bạn sẽ nhồi cái phần bông gòn này theo ý thích của các bạn. Muốn nó nhỏ xíu á thì các bạn sẽ nhồi ít thôi. Muốn nó căng tròn căng mỏng thì các bạn sẽ dồn vô nhiều. Còn muốn nó vừa vừa thì các bạn sẽ dồn vô vừa, tùy theo các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dồn cái phần bông gòn này, rồi xong rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Cái hàng cuối cùng còn 6 chân móc á các bạn. Chúng ta sẽ chụm 3 cụm nha. Rồi chúng ta sẽ khóa cái miệng này lại luôn. 1, 2, 3. Và các bạn sẽ cắt len ha. Nó sẽ cắt ra một cái đoạn dài dài xíu đi. Rồi các bạn kéo ra. Rồi chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu len này nha các bạn. Nè các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên nè, nửa cái nhánh bên trong. 1, 2, 3. Rồi các bạn sẽ kéo nó luôn đi. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái quả dâu rồi nè các bạn. Đó, rất là xinh xắn ha. Cái này là mình nhồi ít nè, tại vì cho nó đều với cái ở phía trên đó các bạn.
Còn cái trái này là mình nhồi nó ú ú á, dễ cưng lắm. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim. Đâm kim như vậy đây ha. Rồi đâm kim vào trong móc đó nữa luôn nha. Và cho nó xoay vòng vòng á. Rồi chúng ta sẽ đâm kim thêm một lần nữa. Rồi cắt len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần cuốn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn nè, đưa kim móc vào kéo len qua nha. Móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn này, móc 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi bây giờ móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Và các bạn sẽ móc vào cái chân móc thứ hai, vào cái nhánh, rồi vào cái phần nhô lên ở phía sau á các bạn. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế bên một mũi móc đơn nữa là 2. Chân kế tiếp nữa là 3. Rồi cái chân này nữa là 4 nè. Như vậy chúng ta đã có được 4 mũi móc đơn. Chúng ta tạo 5 mũi móc xích thì chúng ta sẽ có là 4 mũi móc đơn ha. Và bây giờ đây là chân móc đầu tiên của mình, là mình móc rồi nè. Chụp mũi vào chân móc thứ hai. Và từ chân móc thứ hai này chúng ta lại móc lên là 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Chúng ta sẽ xoay lại. Và chúng ta lại móc 4 mũi móc đơn. 1 2 3 rồi 4 là chân này. Xong cái chụp mũi vào cái chân móc kế bên. Đó. Và các bạn sẽ làm 4 cái cánh còn lại nha. Tương tự như hai cái cánh đầu tiên. Thế các bạn, ở cái nhánh cuối cùng này, các bạn sẽ chụp mũi vào cái chân móc này ha. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt len. Kéo lên. Và các bạn rút chặt lại. Xong cái đưa kim móc từ phía dưới lên trên ha. Kéo cái cọng này xuống nè. Rồi chúng ta sẽ cột cái này lại ha. Xong rồi cái chúng ta sẽ cắt nó đi, cắt chừa lại xíu. Lát nữa mình lấy keo nến ấy, mình dán lại luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái cọng dây này để mà chúng ta sẽ dán lên luôn nè. Rồi các bạn sẽ chừa ra cho mình một đoạn ngắn như vậy ha. Rồi các bạn móc lên cho mình khoảng 15 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Móc xong 15 mũi cái các bạn sẽ cắt len luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bước cái hạt trước nha các bạn. Cái hạt trước đi, rồi các bạn lấy cái keo nến đi, rồi chúng ta sẽ dán luôn à. Rồi chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len nha. Chúng ta sẽ lấy hai cọng ở trong cái đoạn len này để mà chúng ta khâu vô nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu len. Mỗi lần mình xỏ len qua là mình áp lực rồi các bạn, tại vì lúc nào nó cũng dướng lại cọng hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim nha. Ở đây có cái lỗ này. Rồi giờ chúng ta sẽ đâm kim lên phía trên xíu đi. Đây. Kéo cái cọng này cho nó vô bên trong á. Đó, vô hờ hờ vậy ha. Rồi chúng ta sẽ đâm kim xuống hàng phía dưới. Đó. Rồi chúng ta được một hạt rồi. Kéo xuống đây. Rồi đâm kim qua bên chân bên này nè. Rồi xong.
cái đâm kim chảo ngược lên. Mình xoay vòng vòng vậy á, cái mình muốn hạt nó nằm ở đâu thì chúng ta sẽ lia cái phần kim khâu này nè, chúng ta sẽ đưa nó tới đó nha. Em bên đây còn trống nè, tạo cũng vừa vừa thôi các bạn, đừng có dày quá ha. Dày quá cái nhìn nó không đẹp á. Bây giờ mình đưa nó qua đây nha. Và mình cắt bỏ len này luôn đi. Lấy cái này nè, đưa nó xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ cái cọng dài á, qua đây, qua kim khâu len. Đưa nó xuống phía dưới này ha. Kéo nó xuống phía dưới một xíu nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vô trong cái phần này nè đó. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt nha. Sau đó là các bạn sẽ đâm kim giấu nó vào đường bên đây. Để cái cuốn của nó cứng hơn á các bạn. Rồi cắt len. Giờ chúng ta sẽ lấy keo nến ra. Rồi các bạn sẽ bắn keo. Nãy mình nói đó, sẽ giấu mấy cái cọng len này nè vô để cho nó cứng hơn ha. Đó các bạn, nó cứng hơn rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ ốm thử nè. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ ốm như gì luôn ha. Và chúng ta sẽ bắn keo nè. Bữa hổm mình quên tắt cái này nè các bạn, cho nên nó chảy keo tùm lum hết trơn. Các bạn xài cái này các bạn cẩn thận xíu ha. Rồi các bạn sẽ dán nó lên. Các bạn muốn cái cuốn nó tự nhiên á thì các bạn sẽ đừng có bắn keo hết trơn mấy cái này. Chúng ta sẽ để cho nó hờ hờ như vậy nè, cho nó đẹp hơn nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái quả dâu rồi nè các bạn. Cái này thì nó hở quá, các bạn cho thêm một ít keo nữa. Rồi giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại nha, chỗ nào còn hở nhiều á thì chúng ta sẽ bắn thêm keo. À, cái này nó hở ít nè. Rồi như vậy là mình thấy nó đẹp rồi nè các bạn. Đó như vậy nó dảnh dảnh ra thấy cưng á, mà mình thích nó dảnh dảnh ra gì nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép lại ha. Bây giờ mình sẽ ghép một lá với lại một cái hoa này ha. Chúng ta sẽ bắn keo ở chỗ cái phần này. Bạn nào không thích bắn keo thì các bạn có thể là khâu vô nha. Đó các bạn, mình sẽ bắn keo cái chỗ này. Rồi bên đây mình sẽ làm tương tự, nhưng mà mình sẽ để nó bên trái như thế này ha. Rồi vậy là chúng ta sẽ bắn keo ở chỗ cái góc này.
và chúng ta sẽ để nó ở bên trái này. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ kết nó vào như thế này nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ ở chỗ kết nó ha. Và các bạn sẽ dùng kim khâu len á. Các bạn sẽ lấy cái màu xanh rồi các bạn sẽ kết ở phía trong này nè. Đó, mình kết vô đây. Ví dụ như mình sẽ ốm nó như thế này ha. Đây. Mình sẽ ốm nó vô đây. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len á. Các bạn sẽ lấy cái len màu xanh này cũng được, mà màu xanh này cũng được. Và mình một lát nữa mình sẽ lấy cái màu xanh này ha. Mình sẽ kết vô. Rồi, mình sẽ làm một cái vòng ở đây. Kết vô là giống như là mình may kim chỉ may á các bạn. Mình khâu vô thôi. Rồi xong rồi cái bên đây mình cũng khâu vô tương tự như vậy ha. Xong rồi cái mình sẽ để ba cái quả dâu này nè. Ba cái quả dâu này ở chính giữa ha. Sẽ để ba quả dâu này nó ở chính giữa như thế này nha các bạn. Đó, một lát nữa cái mình sẽ kim khâu len á, chúng ta sẽ cắt cái cọng len nó dài dài, cái chúng ta sẽ xỏ qua hết ba cái như thế này nè. Rồi xong rồi cái chúng ta sẽ may vô luôn ha. Mình lấy cái cọng len màu xanh này đi, rồi chúng ta sẽ kết nối nó vô ở chính giữa luôn, rồi chúng ta hãy may cái này vô và may tiếp cái này vô ha. Còn mình sẽ làm những cái bước này rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Đây các bạn, để an toàn hơn mình không có dán ha, mình sẽ khâu vô thẳng như thế này luôn nha. Và các bạn cũng sẽ làm tương tự như mình ha. Đó, tức là kết nối làm sao mà ở trong với ngoài nó dính vào nhau là được rồi. Xong rồi cái lát cái mình sẽ kết thêm cái này nữa là coi như xong ha. Đã kết xong rồi nè các bạn. Và mình mách cho bạn một cái mẹo nhỏ ha. Ở chỗ này nè, khi mà kết xong á thì nó có cái khoảng hở. Các bạn khoan hả, cắt len, các bạn sẽ xỏ cái phần len màu xanh á qua hai cái cánh này nè, trắng với vàng, mà mé mé thôi ha, mé mé ở bên trong thôi. Khâu đang cái thì khâu đang cái thì nó sẽ che đi cái cùi của cái phần dâu á các bạn, mà nãy mình đính vô á. Đó, như vậy ha. À, rất là xinh xắn luôn đúng không các bạn? Hai cái cọng dây bên đây là nó dài xíu nè, cái cọng này nó hơi ngắn xíu để cho nó có điểm nhấn ha. Còn ở phía sau này nè, các bạn kết á, lúc mà các bạn kết này nè, khi mà cắt len á thì các bạn sẽ chừa ra, còn cái cọng len dài á thì các bạn cứ kết nối nó như thế này ha. Mình khỏi dán cũng được nữa. Rồi cái này cũng vậy luôn. Cái này nó cũng còn một cọng len nè, cái mình xỏ qua luôn nè các bạn. Mà nãy mình không có kéo cái này qua luôn nè, cho nên nó còn hơi lỏng lẻo xíu. Các bạn coi kỹ cái chỗ này ha. Đó các bạn, cái chai dâu này nó béo ú, nhìn thấy cưng lắm. Rồi như vậy là mình sẽ để link móc những cái đã hướng dẫn rồi ở dưới cái phần bình luận cũng như cái phần mô tả ha, để cho các bạn dễ dàng các bạn tìm thấy. Đó các bạn. Rồi ở đây thì đơn giản như thế này thôi, rất là xì tin luôn đúng không các bạn? Trời ơi, cái này mà làm quà tặng thôi là cũng hot ý luôn nè các bạn. Đó, một cái móc khóa như vậy thôi là biết bao nhiêu là công sức của mình đúng không các bạn? Vừa bông, vừa dâu, vừa lá nữa. Tặng cái này thôi là hoành tráng rồi. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu trang trí này ha, cũng như là cái mẫu móc quả dâu và cái chiếc lá này. Mình hy vọng là ai cũng sẽ móc thành công cái mẫu này nha. Nếu mà các bạn móc thành công á, các bạn nhớ comment ở phía dưới giùm mình nha. Và đừng quên ủng hộ Mimi bằng một cái lượt thích video cũng như là đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.